Rồi Nhân ơi, hôm nay em nói anh tới đây để quay cái rẫy để làm gì em ơi? Em thì giờ công việc nó cũng bận bịu nhiều quá. Em muốn anh Hạnh, nhờ anh Hạnh cũng quảng cáo cho bà con biết là em có miếng vườn ở đây. Ở đâu, chỗ nào, địa chỉ? Thuộc huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Xã Liên Sirôn. Liên Sirôn. Em giờ nói chung là sức lực thì không còn nhiều để mà chăm sóc nổi, nên em cần một người nào đó hợp tác đầu tư. Còn bán thì chắc em chưa có suy nghĩ là bán cái vườn này đâu. Là giờ nó rộng khoảng mười mấy hết á, nhưng mà làm trước 6 hết. Mười mấy hết mà làm trước 6 hết. Chưa có ý định bán hả? Hợp tác đầu tư là hợp tác như thế nào? Giờ em trồng đó, em trồng khoảng 2.000 gốc sầu riêng rồi với lại bơ, mít, mắc ca. Mà sầu riêng đây mình thấy phát triển ok không? Hồi lúc mà em ở đó là cây nó bóng lửa luôn. Dữ lắm. Nói chung là cái gì mình chăm sóc nó thì nó sẽ phát triển tốt. Không, mình bỏ bê thì không tốt được đâu. Hợp tác là hợp tác như thế nào em có thể nói rõ được? Bà con nào mà có một cái sự yêu thích làm vườn á, thì hợp tác chia đôi. Tất cả cái gì cũng gọi là bây giờ em làm sẵn hết rồi. Vô đây làm ra là được sản phẩm là cũng chia đôi, công cũng chia đôi. Nói chung là giờ bà con có công mà em có của vậy đó. Làm sao công chia đôi làm sao? Là giờ phân, ví dụ mua năm nay đầu tư vô phân 100 triệu. Lợi nhuận 100. Là trả tiền phân ra còn như tiền lời chia đôi. Coi như là mình cái tiền đầu tư á thì của ai đầu tư? Tiền đầu tư thì thấy hai bên cùng bỏ, không phải là bên ấy bỏ chứ, tại vì em đã bỏ là đất gì ấy rồi. Vô thì bên kia tự quản lý đi. Thì nếu mà cái vườn này theo như em tính thì khoảng bao nhiêu lâu thì có thu nhập lợi nhuận? Em là năm sau là có cái sầu riêng này là để trái rồi. Cái sầu riêng này mấy năm rồi? Năm nay năm thứ năm rồi. Năm nay năm thứ năm rồi. Là có bói trái bói chưa? Năm rồi bói bông rồi. Để em lặt. Ở đây mình có phải tưới tắm gì không? Tưới, em làm tưới tự động hết á. Tưới bằng gì? Đó, hồ á, bơm lên, bơm điện lưới à? Điện lưới. Là bơm lên tưới tự động. Hiện tại giờ mình định làm 6 mẫu. Sao mình không trồng chuối không vậy? Thì đó, em cũng đang dự định trồng chuối đó. Em đang dự định hỏi thằng bạn em ở Bầu Hàm á, nó trồng chuối Đài Loan. Có nghĩa là bây giờ làm là bây giờ hiện tại đất chỗ nào là khu này được bao nhiêu cây sầu riêng? 60-70 gì? 60-70 cây. Còn bên kia thì mấy trăm cây nữa. Bên kia mấy trăm cây. Bây giờ liên lạc với em bằng cách nào đây? Số điện thoại của em mua bán đó. 098-976-0203. 098-976-0203. Đâu mình đi coi đất thử coi. Ở dưới đây thì có trồng được cái, làm được gì? Là đất của em là từ trên đó luôn hả? Nó dòng lên đó. Cái miếng đất của em hình như là cái bàn tay nè. Cái đường đi vô bắt đầu xè ra vậy đó. Xè ra vậy. Ở dưới là giáp suối. Ở dưới là giáp suối. Dưới đây. Cái nước này nó bốn mùa không em ơi? Bốn mùa. Chảy bốn mùa. Chảy. Vô đây vẫn chảy bình thường, chảy hoài luôn. Chảy bốn mùa luôn. Xuân hạ thu đông đều chảy. Là mình ở đây được mấy năm rồi? 3-4 năm vậy. 3-4 năm hả? Ở ngoài kia trồng cà phê tốt quá ha. Đất bên này mình trồng cà phê được không? Được mà, em đâu có trồng cây nào đâu. Không trồng thì lấy gì để thu lợi nhuận? Thì bao nhiêu năm em ra không có thu đâu. Chưa thu hả? Có nghĩa là bây giờ là thí dụ như bỏ phân bỏ bón là bỏ ra. Thí dụ giờ bây giờ là sầu riêng là được khoảng bao nhiêu gốc? Đó, nếu mà 60-70 gốc bự đó. Bên đây có gốc bự nữa nha, không sao đó. Có nữa hả? Tại vì đó chủ trước người ta trồng á. Đã có nào có trái chưa? Có bới rồi. Ao đồ của mình luôn đúng không? Vô đây độ xa quá, camera nó quay không nổi luôn ha. Nó rộng quá. Ở đây tới mình tới mười mấy hết luôn hả? Nhà này của ai? Của em luôn. Ở trên đó cũng của em luôn. Ở trên nào? Đó, cái nhà trên. Cái nhà trên đó, nhà trên đó thì đất nó vòng quanh kia luôn à? Vòng vòng lên mức trên đây là quanh lại luôn. Rồi cái đường rừng kia là cái gì? Đó, cái đường làm đi á. Hay là đường ranh? Cái đường mà có cây á. Rác ranh bên ta. Hả? Bên kia là của ta.
À bên kia là của ông ta, bên này của mình. Chôm chôm nè. Chồng này là quay chôm chôm cam được. À. Ok cái đây. Ok. Ok. Mà anh hay nghĩ cái cây này thì em nhớ lên hộp ha. Hộp phải trái ổi, ổi hộp mà bự như nhỏ xíu nha, trái nè. À. Chịu đăng rồi nha. Chôm chôm chồng đây hả? Chôm chôm gì đây? Thái. Chôm tróc hả anh Thái hả? Mau lên tốt ghê chứ. Rưỡi Thái. Đất đây trồng chôm chôm được á. Được cho tốt. À. Nhà đồ mình đây. Đây cũng của mình luôn. Hả? Đây của mình luôn. Xin cho bạn, xin cho nó chịu lắm anh. Xin cho cái cam quýt rồi, cây muối rồi chịu. Bơ. Bơ xin lắm mà. À lên mấy đồi, mấy đồi trồng cà phê được nè. Đâu có trồng cà phê mà em trồng mít ruột đỏ nè. À. Rồi sầu riêng. Sầu riêng là đa, chủ lực là cây sầu riêng. À. Còn gì nữa không? Xong bán luôn. Mắc ca. Xong bán đất luôn. Bán luôn hả? Ừ. Bán anh mua hả? Anh không mua. Bơ nè. Bơ trồng được nhiều chưa? Bơ trồng được 400 cây à. À. Tốt hết chưa? Tốt mà. Tốt như vậy đây hả? Tốt như vậy đây hả? Phải, cây này cái bơ hộp. À. Hộp để ghép. Còn bơ kia bơ ghép. À. Thôi đi tới đây được rồi. Nhìn xa quá, đi tới xa quá. Rồi, ok rồi anh. Ô. Được rồi, được rồi. Rồi. Múc chỉ quá. À. 10 hectare lận. Hơn 10 á. À. Sầu riêng đâu kìa. Quá trời. Cái kia là mít hả? Mít. À. Thôi, rồi bạn nào mà có nhu cầu mà có ý định có cái gì đam mê làm vườn hả? Thì liên hệ với anh Nhân qua số điện thoại là 098 976 0203. Là địa chỉ ở rẫy này là xã Liên Sero. Liên Sero, huyện Đam Rông. Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Rồi. Rồi, mến chào các bạn nha. Rồi. À bên cái đồi trống đó của mình luôn hả? Ừ. Đồi đó sao không thấy chậm gì ta? Có không? Có bơ. Bơ hả? Bơ với cao. Bơ với gì? Cao là cao trái. Cao hả? Cây cao á. À, cái sầu riêng. Cao là trồng mấy hoài. À, rồi rồi. Thấy mấy cái cao luôn.